có gì cho em không? Có cái gì? Đợt trước tao mua cho mày rồi còn gì? Suốt ngày đòi hỏi. Biến đi. Này, hai đứa ra mà ăn bánh rán. Mẹ vừa rán xong còn nóng đây này. Con mua quà cho mẹ này. Mẹ xin. Cái này của bố. Ôi trời ơi, đúng là lũ ác ôn. Đánh thằng bé ra nông nỗi này. Lũ chó. Ai bảo chỉ thích cái mò mẫm đêm hôm. Thế đợt này về làm gì? Đợt này con về hẳn luôn bố ạ. Con lập nghiệp trên quê hương của mình. Hả? Mày định làm gì? Con sẽ biến làng mình thành làng du lịch nổi tiếng. Xong rồi khách du lịch đến nườm nượp luôn. Làng mình phát triển du lịch này, nông sản này. Con có đề án hẳn hoi cơ. Đấy, thầy đầu mà phán à, cấm có sai. Thằng này nó giỏi lo liệu, có số bất tài mà lấy. Phát phát cái gì? Dẹp đi cho bố ấy nhờ. Ơ, bố, để con trình bày nốt đã. Kính thưa các ông, các bà, các chú, các bác. Tôi là Nguyễn Văn Khoa. Ai đấy? Trâm à, tao không đùa với mày đâu nhá. Trâm, tao không chơi trò trẻ con ở đâu đấy. Mày cứ ở yên trong ấy. À? Hết giờ họp thôn, bố mày mở cửa cho mày ra. Bố, mở cửa cho con. Hôm nay ngày quan trọng của con đấy. Quan trọng gì không bằng việc giao gà của bố mày nhá. Bố, mở cửa cho con. Mở cửa con bố ơi. Bố.